Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh sống của Hà Nội Ca. Ngày hôm nay thì em Hồng Vân và anh Trần Long như thường lệ sẽ tiếp tục lên sóng những mẫu xe mới nhất về với cửa hàng. Tuy nhiên thì hiện tại Hà Nội Ca đang thay đổi diện mạo, cho nên là hôm nay thì em Vân sẽ quay ở khu vực kho và sẽ chọn một số mẫu xe tiêu biểu nhất để lên sóng cho mọi người. Hôm nay thì về rất là nhiều xe anh chị ạ. Có thể là đây chỉ là 3 chiếc xe để đại diện thôi. RX350 nhập Mỹ anh chị nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mercedes GLE Coupe và một chiếc Land Cruiser rất là nổi tiếng với những cái sự bền bỉ cũng như là cái thực dụng của nó. Hôm nay thì Hà Nội Ca sẽ quay ở khu vực, đây là khu vực kho của Hà Nội Ca. Đó, tất cả khu vực này và ở kia là kho. Hà Nội Ca có một kho ở đấy, còn anh chị có thể thấy là phía cửa hiệu thì Hà Nội Ca đang thay đổi một diện mạo mới, một phiên bản 2025. Anh chị có thể xem một vài clip trước đây vài ngày thì biển hiệu của Hà Nội Ca có một cái đoạn nó đang tháo ra đấy ạ. Thì là đang tháo để thay cái biển mới sau 4 năm rồi. Đấy, Hà Nội Ca cũng đã thành lập được 4 năm. Và hôm nay thì về rất là nhiều xe thì em chọn đi. Ở đây thì toàn là những sản phẩm chiến lược của nhà mình. Đấy thì em thấy rất là thích chiếc RX350 Long này. Và cũng rất nhiều khách hàng đặt những câu hỏi cho em về chiếc xe này. Thì hôm nay anh em mình hãy cùng lên sóng chi tiết về chiếc xe này cho mọi người. Ok, vậy thì hôm nay Trần Long và Hồng Vân sẽ lựa chọn chiếc xe ngay bên cạnh đây để giới thiệu chi tiết đến quý anh chị và các bạn. Tại vì đây không phải là một chiếc RX350 thông thường mà nó là một chiếc xe RX350 nhập Mỹ và là phiên bản Long. Đấy. Thì đầu tiên đối với những cái phiên bản này thì anh nghĩ là em có thấy là ít ở thị trường Việt Nam không? Phiên bản Long thì khá là ít xuất hiện trên đường phố Việt Nam nhé. Em để ý là ngoài đường RX350, RX300 thì rất nhiều, nhưng bản Long thì rất là hiếm và bản Long lại còn nhập Mỹ nữa. Vậy thì em có câu hỏi nào không, hay là khách hàng có hỏi em gì về những cái phiên bản này không, thì để anh trả lời luôn nhé. Có rất là nhiều câu hỏi mà khách hàng đặt ra cho em, thì ngày hôm nay em sẽ đặt ra cho anh Long để anh Long giải đáp. Nhất chúng ta trí. Sẽ lần lượt đi từng phần một anh nhé. Ok. Đầu tiên thì về phần giá cả thì khách hàng thường thắc mắc với em là một chiếc xe có kích thước dài hơn 7 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ như bình thường thì giá cả của nó có đắt hơn không? Và đặc biệt là phiên bản nhập Mỹ thì chắc chắn là mọi người nghĩ là nó phải đắt hơn phiên bản hãng rất nhiều. Chắc chắn rồi, có một cái gì đó thêm đúng không? Chữ RX350 phiên bản Long thì sẽ có ký hiệu là chữ L đằng sau phần đính ở đuôi xe, và nó tượng trưng cho đó là một phiên bản dài hơn. Và phiên bản này sẽ dài hơn 110mm, tức là 11cm. Và nó được thiết kế thêm 2 chỗ ngồi. Cho nên là phiên bản này là phiên bản 5+2. Vâng. Thì nó rất là đa dụng, thêm những cái xe tùy chọn đó. Ví dụ như là khi chúng ta đi gia đình, có ông bà, có trẻ nhỏ, đúng không ạ? Di chuyển khoảng trên 6 người, mà cũng hay đi lại trong đô thị thôi, thì chiếc xe này đáp ứng được. Vâng, đúng rồi. Không để anh chị và các bạn chờ lâu thì chắc là anh em mình sẽ thông báo tình trạng cũng như là giá bán chiếc xe này trước đi. Sau đó thì mình sẽ phân tích là tại sao một chiếc xe Mỹ, giá đúng không? Rồi tất cả mọi thứ, em muốn hỏi gì cũng được. Vâng, thế thì anh em mình hãy cùng giới thiệu qua về mẫu xe này cho mọi người biết nhé. Đây là mẫu xe Lexus RX350 Long. Phiên bản RX350 Long thì tại Hà Nội Ca đang có tận 2 chiếc cơ, một chiếc màu vàng cát nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì em Vân sẽ giới thiệu cái chiếc màu trắng này trước. Hai chiếc thì đều cùng đời 2018 và chiếc xe này được nhập Mỹ, xe một chủ từ đầu và chạy hơn 7 vạn km mọi người nhé. Chiếc xe đang được bán với mức giá là 3 tỷ 090 triệu. Đó, màu trắng nội thất kem. Có thể là mời quý anh chị chúng ta xem một vòng luôn nhỉ. Vâng. RX350 thì là một mẫu xe mà rất là quen thuộc nếu như ai quan tâm đến Lexus rồi. Đó, đây là phần thân xe. Và anh chị có thể thấy là chiều dài tổng thể nó lên tới 5m. Đó, và phần nội thất. Vân có thấy phần nội thất của những chiếc xe Mỹ thì có thấy khác không? Em thấy... biết khác cái gì? Thường nội thất hãng thì khách hàng hay chọn màu nâu anh ạ. Chính xác. Đấy, còn những chiếc xe Mỹ thì em lại thấy là thường sẽ có nội thất màu kem, trông nó rất là sang. Đúng rồi. Thật ra nếu như ai đã đi Lexus thế hệ như là năm 2009, 2010 thì thường thì đợt đấy làm gì có nội thất màu nâu da bò đâu. Vâng. Chỉ có nội thất màu kem thôi. Nhưng mà những thời điểm đó thì cũng toàn xe nhập Mỹ. Vâng. Bởi vì là cuối 2012 anh nhớ không nhầm thì mới có đại lý chính hãng tại Việt Nam. Cho nên tất cả những chiếc xe thời điểm trước nhập về thì có một vài chiếc xe thì sẽ là phiên bản nhập Trung Đông, còn một vài chiếc xe thì sẽ là phiên bản nhập Mỹ, chứ chưa có đại lý chính hãng mà. Đấy. Em thấy là nhìn ngoại thất bên ngoài nó hoàn toàn không khác gì cái bản RX350 thông thường, thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được hả anh? Ở ngoài phân biệt à?
ở ngoài phân biệt thì đúng là sẽ rất là khó đấy. Nhưng mà ai mà tinh ý thì có thể nhìn thấy bộ mâm. Đó. À, bộ mâm này cũng là một trong những cái mà khách hàng thắc mắc với em là mâm này có phải mâm zin không? Chắc chắn là mâm zin anh chị nhá. Và phiên bản nhập Mỹ thì sẽ thường là cái phiên bản RX350 sẽ không phải là cái mâm này. Đó. Thật ra có rất là nhiều. Tại vì ví dụ có thể là những anh em nào mà cũng chưa mua được nhiều những dòng này. Vâng. Thật ra có những cái chiếc xe cái mâm xe này của nó nhá, cũng như cái phiên bản chính hãng là cái hình bông hoa đấy. Vâng. Thì cũng có, nhưng mà phiên bản này là phiên bản long cũng như là phiên bản luxury thì nó sẽ được trang bị bộ mâm nhìn em thấy không? Mâm xoáy. Nhìn nó sẽ nhìn xịn xò hơn nhỉ. Vâng. Đây phần đuôi xe thì nó cũng như những chiếc 355 chỗ thôi. Đấy. Em thấy là cái không gian kính phía sau này có vẻ là nó dài hơn đấy anh ạ. Đúng rồi, tại vì là chiều dài tổng thể là nó 5m mà em. Vâng. Thì cái hàng ghế thứ 3 đây. Hàng ghế thứ 3 thì chúng ta có thể xem luôn. Và em thấy không, nếu mà cái chiếc xe này khi chiều dài tổng thể nó lên 5m thì cái khoang ở trong nó vô cùng rộng luôn. Vâng. Đúng không? Thường ví dụ những chiếc xe này thì khách hàng sẽ hỏi em những câu hỏi như thế nào thì ở trên đây thì mình cũng có thể trả lời khách hàng luôn. Khách hàng quan tâm mẫu xe này thì thường nhà gia đình sẽ có đông thành viên một chút, và có những lúc thì phải sử dụng đến hàng ghế thứ ba mà họ lại không thích một chiếc SUV anh ạ. Đúng rồi. Chỉ thích đi RX thôi. Thật ra mỗi chiếc xe khi mà được sản xuất ra thì nó sẽ phù hợp với từng nhu cầu và mục đích sử dụng. Vâng. Đúng không? Của khách hàng thì nhà sản xuất dựa trên những cái đấy thì họ sẽ sản xuất ra thôi. Còn đối với chiếc xe nhập Mỹ ở năm 2018 này thì chắc chắn nó sẽ khác những phiên bản khác, đúng không nào? Vâng. Thì có thể khách hàng sẽ thắc mắc là nó hơn gì, đúng không nào? Cũng như là lúc đầu mà em nói là giá của nó cao hơn không, đúng không? Em nghĩ là chắc chắn là sẽ cao hơn. Thì thứ nhất là mình được bổ sung thêm option, thứ hai là mình có thêm hàng ghế thứ ba. Đó, kích thước nó cũng dài hơn thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên là đấy là đối với xe mới, thì còn xe cũ thì chúng ta sẽ có một cái mức giá cực kỳ hợp lý. Đúng rồi, tại vì là nếu như cái thời điểm lăn bánh chiếc xe này ở phiên bản chính hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 tỷ 6 đến 4 tỷ 7. Vâng. Thì chiếc xe này thì nó cao hơn khoảng tầm khoảng 6 đến 700 triệu nữa. Đó. Thế thì bây giờ sau 5 năm sử dụng nhỉ, mình bán với mức giá là 3 tỷ 090 triệu thì rất hợp lý để sở hữu mẫu xe này ở thời điểm này mọi người ạ. Thật ra thì đối với Lexus thì để mà cái xét về cái mức độ giữ giá thì đúng là nếu mà khách hàng quan tâm thì cũng đều hiểu. Vâng. Vì nó sẽ giữ giá hơn những dòng xe khác bởi rất là nhiều những cái ưu điểm bền này, đúng không? Vận hành thì với cái chi phí tiết kiệm. Đấy, còn đối với 2018 so với bản hãng thì nó sẽ được trang bị thêm đó là phanh khoảng cách cũng như cảnh báo trượt làn. Nhưng mà em thấy nội thất kem, bác này bác giữ không? Công nhận là nội thất kem thì rất dễ bẩn anh ạ. Nhưng bác này bác rất là giữ. Đấy, nhưng mà chiếc xe này thì em thấy là một chủ từ đầu và bác ấy chạy cái ghế lái ghế phụ cũng còn rất là mới, rất là sạch sẽ mọi người nhá. Anh chị và các bạn có thể quan sát cái phần không gian nội thất. Và đối với một cái màu nội thất kem như này thì anh nghĩ là khi mà khách hàng nhìn vào thì chắc chắn. Tất nhiên thì nội thất màu nâu da bò cũng đẹp, cũng sang, nhưng mà kem nó vẫn là anh nghĩ mới là sang nhất đấy. Vâng. Đúng, nó rất là sáng xe. Chiếc xe này lăn bánh hơn 70.000 km, 72.000 km, tức là 72 km anh chị nhé. Và đều được bảo dưỡng đầy đủ tại chính hãng. Đối với những khách hàng đi Lexus thì ít khi các bác bảo dưỡng ở ngoài lắm anh chị ạ. Nên là những chiếc xe này thì đầy đủ nguồn gốc lịch sử. Nên là chúng ta cũng có thể rất là yên tâm. Bởi vì cái đấy cũng là một phần mà rất là nhiều khách hàng băn khoăn khi lựa chọn một chiếc xe, đặc biệt là xe đã qua sử dụng, đúng không? Vâng, Lexus thì có một cái đặc biệt đấy chính là có thể bảo dưỡng ở ngay đại lý Toyota, cho nên là đúng rồi. Thường sẽ không, nếu như mà khách hàng ở quá xa không có điều kiện đến với đại lý chính hãng thì họ sẽ bảo dưỡng ngay trong Toyota với một cái tiêu chuẩn cũng rất là cao, chứ không phải là bảo dưỡng ở những cái spa bên ngoài linh tinh. Cái không gian cốp vẫn rất rộng anh nhỉ? 350 thì quá rộng rồi. Vâng. Đặc biệt là cái chiếc xe này nó lại dài hơn 11cm nữa. Vâng. Nó dài hơn bản 5 chỗ mà. Đó. Nếu mà gia đình mà không dùng đến hàng ghế thứ 3 thì thực sự là rất rộng luôn. Quá thoải mái. Option thì chiếc này là full em nhé. Tại vì nó là phiên bản nhập Mỹ mà. Bản này có cả bậc lên xuống à? Bậc lên xuống thì nó theo xe. Còn những cái chiếc khác là lắp thêm. Vâng. Cái quan trọng nhất đây này em này. Bây giờ thế hệ mới là sẽ không được trang bị cái động cơ này. Một đấy. Sự khác biệt hoàn toàn đấy anh nhỉ. Đây là động cơ 3.5 V6 hút khí tự nhiên.
một cỗ máy cực kỳ bền bỉ. Và đã ai đã đi cái dòng hút khí tự nhiên này rồi thì thực sự là cũng khó mà thay đổi sang dòng khác, nó êm lắm. Dạ vâng, đúng rồi. Những bác nào mà đã từng đi Lexus RX 350, những cái phiên bản hút khí tự nhiên như thế này mà bây giờ đổi lên cái phiên bản mới nhất, bản máy turbo ấy, thì có khi là chưa quen đâu. Đây, nói chung là cứ phải qua thời gian mới chứng minh được. Có thể quan sát cái máy nhá. Hoàn toàn bộ là nguyên bản, nguyên zin ạ. Tất cả các xe của Hà Nội Ka thì trước khi về tới showroom thì bên em cũng đều có kiểm tra rất kỹ càng, check test cả về mặt máy móc, khung gầm, động cơ và pháp lý, nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Đối với những cái dòng hút khí tự nhiên thì máy nó rất là lành và bền, gần như nó ít bị các cái chi tiết bị thấm dầu giữa các cái khớp nối ấy. Vâng. Đấy. Nên là tại sao mà khi lựa chọn những chiếc xe, đặc biệt là xe đã qua sử dụng, thì những chiếc xe Nhật thì thường đấy, nó tạo cho khách hàng cái sự yên tâm ấy. Đấy. Đúng rồi, công nhận. Lái một chiếc Lexus thì rất là yên tâm. Em vẫn sẽ giới thiệu lại một lần nữa thông tin của chiếc xe này để anh chị có thể tham khảo cũng như là lựa chọn. Chiếc này là Lexus RX 350 phiên bản Long, phiên bản 5+2 có thêm hàng ghế thứ 3, với phần ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu kem. Xe được nhập Mỹ nguyên chiếc và một chủ từ đầu đã chạy hơn 7 vạn km với mức giá bán hiện tại là 3.090.000.000 mọi người nhé. Và anh chị mà quan tâm chiếc xe này thì có thể liên hệ hoặc là đến trực tiếp showroom Hà Nội Ka ở địa chỉ là 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội anh chị nhé. Đây là cơ sở chính của Hà Nội Ka. Còn ngoài ra thì ở khu vực phía Nam, Hà Nội Ka có một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở 532 Quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức anh chị nhé. Rất là hy vọng thì chiếc xe này cũng sẽ đến được với những khách hàng đang cần. Chính vì vậy mà rất là mong là anh chị nếu như thấy video này hữu ích thì có thể lan tỏa, chia sẻ giúp Hà Nội Ka để làm sao một chiếc xe chất lượng đầy đủ nguồn gốc cũng đến được với tay khách hàng. Và đừng quên hãy ủng hộ Hà Nội Ka bằng cách là đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe như anh chị thấy đấy, rất là nhiều. Thì Hà Nội Ka sẽ lên sóng liên tục hàng ngày anh chị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.